Tôi là Bùi Thị Uyên, xin thân ái chào tất cả anh chị em và các bạn nhé. Bây giờ là 16:30, mình đã có mặt tại cổng chợ Hạnh Hưng Tây Gò Vấp. Xin mời anh chị em và các bạn vào tham quan chợ cùng mình nhé. Thank you.
Rồi không, cô bay cô bán hàng dễ thương nha. Dạ. Rồi bay con ha. Chúc bán đắt nha. Dạ, cảm ơn cô. À, chào người đẹp. Dạ. Người đẹp rất là duyên dáng, dễ thương mà buôn bán rất là gọi là nhìn là thương liền đó, nhìn nói dịu dàng để mà người ta có thể người ta mua hàng một cách vui vẻ. Hỏi thăm bồ của năm nay nhiều tuổi rồi? Dạ, em cảm ơn những lời khen của chị. Em năm nay số 3 rồi chị. Dạ. Trông rất là trẻ, dịu dàng và đẹp. Thành ra khi mà mình ghé cái cửa hàng rồi á, là mình quyến luyến mình không có nở rời đi. Thì... em đi làm là dạ. Trong em chứ không phải của em. Dạ. Dạ. Hoàn cảnh mà nói cho mọi dạ. người cũng cảnh. Dạ. Đó, em con mới ra trường. Nhưng mà nói chung là cũng một thời xuân sắc ghê lắm đấy nè. Rất là đẹp, dễ thương. Mà nhìn phúc hậu. Đến cái cửa hàng rồi là mình phải cảm thấy là không muốn mua cũng phải mua. Nếu mà cô chủ đây cô biết như vậy là cô sẽ thương em thêm một chút. Nhưng mà em bị la hoài à. Mình nghĩ là cái gì cái khi mà cái thu nhập của mình á, cái mình bán mà cái nó bán được hàng cho chủ cái thương chứ. Thì nói chung á là ghé có rất là nhiều người. Khi mà mình ghé cửa hàng mình không muốn ghé lần hai. Nhưng mà mình đã ghé rồi, đã biết rồi. Cái tính em mua bán như thế này chưa? Dạ. Ví dụ như em không thích khen những lời giả dối. Dạ. Ví dụ có những cái cháu mình nó mặc bộ nó rất xấu. Dạ. Mình không thể nói thế nào hết. Dạ. Có gương đây, con thích thì con vô xem. Đúng. Nhưng mà có những đứa nó mặc vô rất đẹp. Mình đã chở với con mặc áo, con thích quá. Đó. Phải không chị? Đúng rồi. Mình già rồi mình đâu có môi mép được. Dạ. Đó cũng ví dụ cái áo đó, sự thật áo thích. Dạ. Mặc rất đẹp, đúng dạ. khen, chứ không phải là muốn bán gì. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì chính vì cái vậy, chính vì mà cái chân tình đó, thành ra mình mới mến. Mình mến, mình rất là mến. Vậy hôm nay thì mình đã đến đây. Thì nói chung á là mình muốn là mình khi mình quay lại cái chợ này thì mình sẽ ghé cửa hàng của bạn lần nữa. Bạn rất vui vẻ, dễ thương, dễ mến và rất là đẹp nha. Phải nói là rất đẹp. Bây giờ mình đi thì mình chúc bán đắt nha. Bán đắt được bà chủ có thương yêu, tăng lương hoài nha. Em cũng chúc mình sức khỏe, ngày gặp lại ha. Rồi mình tay tay một chút là see you again. Yeah, see you again. Đúng rồi. Cảm ơn nhiều nha. Bye nha.